we sail a little bit higher. Mà thấy không, nhờ con trai bà đó. Lên đây má, từ từ cái cầu thang sập. Ôi trời ơi trời. Lên đây bà nấu. Cái hai người được gài đó mày. Lên đây, bóng kính. Nghe lời chị. Tại số bà xui đó. Rồi, mấy quý chị quan vời qua đây dán cho quý chị nha. Tránh trường hợp kinh sổ của chưa đủ số. Chưa bán xong nữa là kinh. Rồi, 21 giờ điểm kết quả. 21 có 1. 38. 38 có 2. 40. 40 có 3. Số 5. Số 5 có 4. Và tấm vé hàng ngày hợp lệ quý vị không tin tưởng cứ việc kiểm tra giùm cho các thi nha. Rồi bây giờ dòng tấm vé của em gái bún kính làm boss. Trời ơi, trời ơi. La lên là tôi sao? Tôi nói thấy chưa? Bể đấy không? Đạp chung cái đuôi của nó rồi. 21 có 1. 38 có 2. 40 có 3. Số 5 có 4. Dạ con xin lỗi má BD. Rồi bây giờ mình kính chung. Thì bây giờ chung chưa điều hay là lấy điện thoại nè. Thôi bây giờ nó thôi giờ dòng cuối nó chơi cho hồi hộp đi ha. Cứ quay số ai hơn xui, ai số lớn nhận cái điện thoại, người số nhỏ hơn xui xui tặng một con gấu bự. Ok không? Chấp nhận không? Khoan khoan để hỏi bên đây nè, hỏi bên đây nè, hỏi bên đây nè. Rồi chơi không? Quay nha. Nè. Quay không? Con thua con cũng nhận được quà, mà con thắng con được cái điện thoại. Quay đi. Quay. Quay đi đâu? Quay luôn. Trời ơi, nhỏ nó máu cờ bạc rồi quay luôn. Đúng rồi, ai số lớn nhận cái điện thoại. Muốn chia đôi hay là lấy. Nói nghe, bàn xong đi mai lên lấy. À, rồi chia. Rồi, mấy áo lên qua bên tay phải luôn. Rồi khoan, tặng cho mọi người con gấu nhỏ bên kia. Nè con trai lại đi với mẹ. Rồi, nè, tặng cho mọi người một gấu nhỏ con luôn nha. Con gấu màu hồng đi làm BD với mẹ nghe. Rồi, cứ đưa. Trời, mới bên lớn rồi đó rồi mẹ. Lấy đi má. Rồi lấy đài bà đi. Lấy màu hồng đi má. Đây nè, dạ, sầu sạo lựa cái màu khác, sầu sạo nè. Đừng chú cố chối lừa bản thân mình. Bả khoái màu hồng có mắt, bả lấy bắt con màu trắng. Mà con cái mặt bả như vậy nè. Giỡn nó đây. Giỡn, trời ơi. Coi kìa. Bả chạy nè, giỡn rồi, đuổi mắt ra em. Đồ con ngựa. Mãi mãi bà giữ là một con bóng. Rồi, em là gì? Cứ đưa mẹ. Em là con gái. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với giúp thăm may mắn. Tụi em sẽ dành tặng cho quý vị rồi lấy ra dùm xu hai con gấu bông lớn bên đây. Đây nè. Có đến 4 phần quà lớn ạ. Hai gấu bông, chăm bông, hai lò nướng đa năng. Một lò nướng đa năng 1.500.000 đồng. Và một chiếc điện thoại. Rồi. Vâng, và một chiếc điện thoại nữa nè. Rồi, con số đầu tiên em xin mời một bé con nít con. Con lên đây con. Trời ơi, ghê vậy. Con lên luôn hả? Xung phong lên luôn. Ủa con, hôm qua con bốc rồi mà.
Thôi đổi người đi, đổi người đi, đổi người đi con. Đổi con mà lên nữa người ta nói con gia đình của chị. Con xuống đi. Rồi đó. Con nít là con bằng nhất quý vị. Rồi quậy lên. Bây giờ này con sốc lên, sốc lên. Quậy lên đại đi rồi con bóc một lá ra. Rồi bóc ra. Lá đầu tiên sẽ là một con gấu bông quý vị nha. Và xin chúc mừng lá phiếu màu vàng quý vị. 1686. Vâng, 1686 ạ. 1686. Xa xa, phòng, phòng, phòng anh, lên anh, chạy lên anh. 1686. Ông nội đó, ông nội đó. Vâng, vào 1686 lần thứ nhất ạ. 1686 lần thứ hai. Và 1686 lần thứ ba. Chứ em sẽ được quỷ bỏ ạ. Có không quý vị? Có. 1686 màu vàng nha. Màu vàng nha. Vâng, vào quỷ bỏ đi ạ. Con, bóc em vào đấy con. Bóc đi con. Con đứng con đi chú đừng có lên nha, đứng con đi chú. Và lá phiếu là 1687 à. 1687. 1687. Trời ơi, ơi. Con sóc lên, sóc lên con. Lên. Để thùng tám xuống cho con. Con ơi. Rồi 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 đây. Đây 1687 à. Rồi cảm ơn con tặng cho bé con có không? Trời. Đây, anh ơi. À đây là 1686. Trời ơi, cha nội để cho ngủ gục hết vậy ha. 1686 là có chủ nhân quý vị nha. Rồi, vậy thì 1687 đang ở đâu quý vị? Dạ chắc không có đâu. Rồi em quỷ 1687. Rồi anh trai, thay mặt em bốc thêm một con gấu bông không nhìn vô trong. Anh nhìn ra ngoài à? À nhìn quanh kia. Nhìn bên đây nè. Nè, sắp lên à. Nhìn nè. Nhìn đó rồi, nhìn cái con này. Rồi. Rồi. Bắt đầu rồi quý vị. Màu vàng. 7 5 2 không 7 5 2 không ạ. 7 5 2 0. Kìa kìa kìa. Rồi rồi rồi. Có một chuyện nào vậy ạ? Anh được thả là gì? 7 5 2 0. Có cái này đây hả? Anh muốn lấy con BD nữa không cha? Vâng. Dạ 7 5 2 0 ạ. Rồi mời chị lên đây ạ. Chị ơi em kiểm tra. Cái thú vị 7 5 2 0 hợp lệ. Rồi một số vòng dành cho chị Vâng. Bây giờ chị sẽ thay mặt chúng em bao nhiêu một giải thưởng nữa đó là một lò nướng trị giá 1.500.000 đồng. Vâng, một lò nướng trị giá 1.500.000 đồng ạ. Chị sốc lên thiệt à. Chị môi trong ốc trong kẹt đó chị. Vâng ạ. Màu xanh đi ạ. Em hy vọng có màu xanh ạ. Màu xanh ngày hôm nay. Đây. Qua màu vàng. Cứ thưa vị 0676. Vâng, 0676 ạ. Từ từ. 0676 thưa quý vị. Lá vé này chắc ngày hôm qua. Dạ 0676 ạ. À. Lần thứ nhất ạ. À. Có khi nào đang chơi tàu lượn siêu tốc không? 0676 lần thứ hai. 0676 lần thứ ba. Chứ ai sẽ quỷ bỏ ạ. À. Anh ngừng chiếc xe lại đi, người ta giơ tay kìa. Ngừng xe lại. Bà nội. Má đó má sợ má la vậy nè mẹ. À dạ, hỏi đồn tụi ba giơ tay. Lên chị bóc lại đi ạ. À. Rồi. Lá phiếu màu xanh đi ạ. À. Màu xanh trời ơi. Cái này, không, cái này là lá phiếu đôi. Là lá phiếu bị lỗi. Màu xanh đi ạ. À. Rồi. Màu vàng. 5334 thưa quý vị. 5334. 5334. 5334 lần thứ nhất ạ. 5334 lần thứ hai. 5334 lần thứ ba. Sao ta quỷ bỏ ạ. À? 5334 lần cuối thưa quý vị. Rồi, lần này bóc lại chị. Một lần nữa, cuối cùng đi ạ. Một lần nữa chị. Rồi, nhanh lên ạ. Từ từ con, để mấy chú làm ăn. Vàng nữa. Vàng. 5 1 4 0 5 1 4 0 ạ. 5 1 4 0. Vâng, 5 1 4 0 ạ. Lần thứ nhất ạ. 5 1 4 0 lần thứ hai. 5140 lần thứ ba. Chúng ta quỷ bỏ. Rồi, em mời anh lên đây ạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, ok ạ. Được chưa, hai dạ chưa má. Rồi, mời anh ba. Anh trai đang trước ạ. Thật tay vô sốc lên. Đưa cái gì cho nhìn kìa. Vâng. Không, ảnh là bóng á dù ơi. Màu xanh. Màu xanh. Đọc lên giùm em luôn. 2876. Vâng, 2876. Có ai mà. Vâng, có người ạ. 76. Rồi, cảm ơn anh tặng cho anh con gấu luôn. Tặng anh con hồng á. 2876 là có chủ nhân. Một cái lò nướng đa năng chỉ giá 1.500.000 đồng ạ.
Dạ kính thưa quý vị, ngày mai sẽ là một chương trình rút thăm may mắn rất đặc biệt, là chúng ta sẽ có đến 2 chiếc điện thoại cho chương trình rút thăm may mắn cuối giờ nhớ về nha. Kiểm tra là 2876 hợp lệ rồi. Anh ơi, anh sẽ thay mặt tụi em bóc ra chiếc điện thoại di động VinMax. Và bây giờ chúng ta cứ chào vỗ tay đi ạ. Chờ ngõ cao bên kia à. Rồi anh thọt tay vô bóc. Không thôi là kêu các thi qua cho nhìn nè. Vâng à, sốc lên ạ. Rồi. Bao ba rồi anh đó. Đọc luôn giùm em đi. 2813 2813 có không ạ? Trời đó bà mèo. 2813 lần thứ nhất. 2813 lần thứ hai. Bà không có rồi phải xào. 2813 lần thứ ba. Chứ tao quỷ bỏ ạ. Rồi 2813 không có chủ nhân may mắn. Quỷ bỏ. Mời trai chọn con số khác. Đốc lên giùm em. Rồi. Mau. Gà biển nữa. 5709. Vâng, 5709 ạ. 5709 lần thứ nhất. 5709 thưa vị. 5709 lần thứ hai. 5709 có người rồi. Từ xa là có người rồi. Lên đây anh. Hồi nãy rồi, trao cho anh này, cảm ơn anh. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Rồi, em lên đây. Và đây là chiếc điện thoại 5709 hợp lệ và chúng ta sẽ trao chiếc điện thoại. Và tất cả quý khán giả ơi, quý khán giả không đột giải. Chào quý khán giả không đột giải, cứ giữ vé lại để ngày mai chúng ta tới đây và chúng ta dò xuống tiếp vào. Vâng, và sản phẩm là 2 chiếc điện thoại cho em đem ra qua ngày mai chương trình bốc thăm và cả 3 ngày dồn lại ạ. Dạ cứ thưa người, những lá phiếu này chúng ta sẽ được cộng dồn 3 ngày. Và ngày mai chúng ta sẽ có một chương trình siêu rút thăm may mắn với những phần thưởng vô cùng giá trị, và đặc biệt đó là 2 chiếc điện thoại di động phục vụ tất cả quý vị. Còn em bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và xin chúc cho quý vị được ra về thượng lộ mình ha.